Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ test và lấu thử chiếc nồi Tiger Absorb 2B 1.8L. Chiếc này thì màu cam này, mặt trên màu xám caro rất là đẹp, màn hình LED nhé, chế độ nấu cơm cháy. Bác nào thích ăn cháy nhiều với cháy ít thì mình có thể là bấm thêm một lần hâm cơm nữa nhé. Đó. Ví dụ khi mà mình nấu xong rồi ấy, nó về chế độ ủ này nhé, mà các bác muốn ăn cháy nhiều các bác ấn một lần nút nấu nữa này, đó là chế độ hâm bắt đầu nó được kích hoạt một lần nữa. Đó, mà chế độ nấu cháy này nhé, thì các bác sẽ để ý này, em tắt đi nhé, thì bắt đầu là nó sẽ nấu ở chế độ gạo trắng này, cơm cháy về chế độ ủ nhé. Đó, ngoại hình con này thì khá là đẹp các bạn, đó, xuất sắc luôn đấy, đời 2015. Nồi 1.8L, nồi rất là to dành cho gia đình từ tầm 5 đến 10 người ăn. Tiger Absorb 2B. Ok, ngay sau đây thì em sẽ mở ra để đó. Ui giời, nồi rất là nhiều hơi nhá các bác nhá, rất là nhiều hơi. Và hôm nay có hai người ăn nên nấu ít cơm. Nhưng mà nồi thì rất nhiều hơi, Absorb 2B nhá. Đó, giòn còn rất là đẹp luôn đấy. Đây các bác nhìn này. Hạt cơm trên mặt nhé, không bị khô mà nó rất là tơi. Đó, hạt cơm nó không, đối với nồi cao tần hàng áp suất hàng nội địa Nhật này, nó nấu nó sẽ không bị nở bung cái hạt gạo quá nhiều. Đó, đây em sẽ lấy cơm cháy cho mọi người xem này. Đó, xoong sần nhá, xoong sần. Đó, mọi người thấy cháy chưa? Nhà em chỉ ăn cháy vừa này thôi. Đó, thực tế là nhìn bên ngoài nhá, nó còn vàng hơn nhá các bạn, nó vàng hơn, cháy rất là đều và đẹp, cực kỳ là ngon. Rồi, bác nhìn cháy chưa? Đó, một bát cơm cháy tuyệt vời trong cái thời điểm mùa thu như bây giờ. Cơm cháy mà ăn với thịt kho quẹt thì đảm bảo là cực kỳ là ngon luôn các bạn. Đây, các bạn thấy xoong chưa? Xoong số 10 đây, đó là lò 1.8L nhá. Đó, 1.8L. Xoong thì rất là đẹp luôn đấy các bạn này. Ui giời, xoong sần nhá, xoong sần rất là đẹp luôn này. Đó. Hôm nay có hai người ăn nên nó cháy, nó trông nó còn ít cơm quá. Rồi, Absorb 2B nhá, dòng này là dòng VIP này, Absorb 2B. Thì chiếc này em đang bán với giá đó là 4.050.000 thôi. Đó, giá cũng rất là hợp lý, màn hình LED. Đó. Cháy này của nó là nó muốn lớp cháy mềm này, các bác thấy chưa? Một lớp cháy mềm rất là ngon luôn đấy ạ. Đây, em sẽ để đây. Đó, các bác thấy cháy chưa? Tuyệt vời nhá. Rồi, bác đã ưng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987807038 và 0344 586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác.